Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà bà Phạm Thị Cầu, cựu thanh niên xung phong, thương binh hạng 4 ở khu phố 5, phường Ba Đình, bà Mai Thị Phấn, vợ liệt sĩ, cựu thanh niên xung phong, thương binh hạng 4 ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, cựu chiến binh Vũ Văn Sơn, thương binh, bệnh binh ở khu phố 14, phường Ngọc Trạo. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã thăm hỏi tình hình đời sống và sức khỏe của các đối tượng chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp hy sinh của các đối tượng chính sách và người thân cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí động viên các đối tượng giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng để con cháu học tập và tiếp tục có nhiều đóng góp cho quê hương. Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể của địa phương tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách để họ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn cũng đã tặng quà, động viên các gia đình.